Em trẻ thì ở bác con sau. Vâng, đây là của chúng ta, em là Phạm Văn Sang, là hướng dẫn viên của công ty du lịch Best Tour. Ông Trương Tấn Sang, chủ tịch nước của em là Phạm Văn Sang, chỉ là hướng dẫn viên thôi. Hôm nay rất vui được cho em đây cùng với tất cả đoàn của chúng ta trong chuyến hành trình đi tham quan đảo Trường Sa rất tuyệt vời hôm nay. Và thứ ba của chúng ta, em chỉ được tiếp bản một chút để cho đoàn của em theo dõi hơn. Em sẽ đặt tại quê người ta thường được thông minh của người gái mạnh nhất thế giới. Chỗ đúng đảo chúng ta biết đến đâu ạ? Chính xác ạ, Thái Bình Nhật đang tập trung vào sân tập này và thôi. Và thứ đặc của chúng ta, hôm nay em 28 mùa đấu mổ đổ chưa từng cực mổ của hai trạng nhân em gọi chưa chưa. Và thứ đoàn hôm nay trên xe của chúng ta có một thành viên kỳ quan trọng, mà không có người này đoàn của chúng ta không thể đi đến nơi về đến chốn được. Chắc là thứ đặc của chúng ta đã đến đây chưa? Không ai gọi là quan tài đâu ạ. Cũng không gọi bác xe lái xe, người ta gọi người những người lái xe những bác tài đây là những cán bộ không được chịu đối ạ. Mình mong rằng cả xe của chúng ta sẽ chào bác tay thay đồng nhanh để chúc các cán bộ chúng ta bước ra bác tài đúng không ạ? Vâng, các bác và các cô chú chúng ta đang